chào đón diễn viên Lâm Thanh Nhã và diễn viên Đinh Khang.
Gần nhà sẽ được diễn ra. Quang Huy xin phép được mời tất cả các anh chị sẽ di chuyển vào phía bên trong ổn định vị trí. Quang Huy được thay mặt cho những người thực hiện chương trình sẽ được gửi lời chào đến với tất cả các anh chị phóng viên báo đài, các anh chị khách mời, các anh chị em nghệ sĩ đã có mặt tại sự kiện công chiếu bộ phim Chuyến Ma Gần Nhà. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây đồng hành cùng với sự kiện công chiếu này và các anh chị thân mến tiếp của chúng tôi. Các anh chị thân mến, đây chính là bộ phim thứ 3 với sự kết hợp của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Và đây là một dự án đặt viên gạch đầu tiên cho vũ trụ kinh dị mà các anh đã mong muốn đem đến với tất cả quý vị. Và với dự án lần này, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện truyền thuyết đô thị và bên cạnh đó là những câu chuyện ma đã được đồn thổi trong dân gian với màu sắc u ám và cũng rất quỷ dị, hứa hẹn thách thức sự chờ đợi của tất cả các anh chị khi mà ra rạp đồng hành cùng với Chuyện Ma Gần Nhà. Và các anh chị thân mến, tâm điểm của bộ phim lần này đó chính là cô Mía. Chắc là các anh chị cũng thấy. Xin được mời lên sân khấu diễn viên Vân Trang. Hãy cùng chào đón diễn viên Khả Như. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của diễn viên Huỳnh Thanh Trừng. Hãy cùng chào đón diễn viên Như Đan. Và dĩ nhiên không thể không kể đến sự xuất hiện của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Vương. Một lần nữa chúng ta dùng cho bắt đầu thật lớn để chào đón những nhân vật đầu tiên xuất hiện trên sân khấu này của chúng ta. Và các anh chị thân mến,
ngay bây giờ đây, tâm điểm đang xuất hiện trên sân khấu của chúng ta, đó chính là những nhân vật đầu tiên và đây cũng chính là những nhân vật đã tạo nên sự thành công của Chuyện Ma Gần Nhà. Một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ trên sân khấu này ạ. Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ đây thì chắc là để đại diện cho những nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu, Công Huy xin mời anh Hoàng Quân có đôi lời chia sẻ với mọi người nhé. Xin mời anh Hoàng Quân. Xin được thay mặt cho đoàn phim Chuyện Ma Gần Nhà thì xin được trân trọng chào đón và cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Và có thể nói rằng là ngày hôm nay là một ngày Quân cũng như là ekip của Chuyện Ma Gần Nhà rất là vui và hạnh phúc. Quý vị ơi, từ ngày 10 Hà Nội được mở rạp rồi quý vị ơi. Một thông tin rất tuyệt vời đúng không ạ? Dạ. Và ngày hôm nay thì Chuyện Ma Gần Nhà thì đặc biệt là có rất là nhiều diễn viên. Tuy nhiên là ngày hôm nay trên sân khấu này thì Quân chỉ xin được giới thiệu một vài diễn viên gọi là có rất là nhiều bí mật để muốn kể với quý vị ngày hôm nay. Thì xin được thay mặt tất cả quý vị, các bạn diễn viên xin được một lần nữa xin được chào tất cả quý vị. Dạ, thật sự ra thì để Huy tiếp lời của anh Quân, lý do mà ngay lần đầu tiên xuất hiện này thì có các nhân vật trên sân khấu, bởi vì chúng tôi đang mong muốn có một phần hỏi và đáp Q&A với các nhân vật này để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về những điều mà ekip của Chuyện Ma Gần Nhà muốn gửi gắm thông qua thông điệp của bộ phim lần này. Bây giờ đây thì chắc là mình sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên đi ạ. Em xin đặt câu hỏi dành cho chị Khả Như. Dạ vâng ạ, chị Khả Như sẵn sàng chưa ạ? Vâng, và với vai diễn điện ảnh này thì tất cả quý vị khán giả rất mong muốn được biết rằng là Khả Như nhớ nhất điều gì ở vai diễn này trong Chuyện Ma Gần Nhà của mình. Xin mời chị Khả Như. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, lời đầu tiên cho phép Khả Như được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ngày hôm nay ạ. Em chào mọi người ạ. Thật sự là lâu rồi em mới có được cái cảm giác mà đứng ở đây và nhìn tất cả mọi người đông đủ như vậy, quá đông, và em thật sự rất là xúc động. Em cảm thấy giống như đám cưới của em vậy đó. Em thấy rất là vui. Dạ, nãy em hỏi gì hỏi lại giùm chị. Dạ, điều gì chị nhớ nhất ở vai diễn này của mình, em biết là chị cũng quên nè. Rồi, chị biết rồi, cảm ơn em. Cái điều mà chị nhớ nhất trong cái phim này khi mà tham gia cùng với ekip Chuyện Ma Gần Nhà đó là cái sự kỳ thị của mọi người dành cho mình. Mọi người sợ hay là sợ bản thân Như như giận hay là sợ Như bung xỏa hay sao, mọi người hạn chế nói chuyện với Như, và hôm nay mọi người đứng gần vậy Như xúc động lắm, xin hết ạ. Dạ, xin được cảm ơn chị Khả Như. Hay không ạ, bổ tay chị Khả Như một cái ạ. Dạ, nói chung là mọi người trong đoàn phim sợ chị thì em cũng biết rằng là trên tạo hình của chị ở Chuyện Ma Gần Nhà trong phim nó như thế nào đây. Dạ, cũng tăng thêm rất phần tò mò cho tất cả quý vị khán giả. Còn với chị Vân Trang thì sao ạ? Với vai diễn lần này thì Quang Huy rất là muốn biết rằng là đã có điều gì chị học được nhiều nhất ở vai diễn này, và có điều gì chị cảm thấy bị mất khi mà mình thể hiện vai diễn này hay không? Xin mời chị Vân Trang. Dạ, lần đầu tiên thì cho Vân Trang được chào toàn thể quý vị đang có mặt tại đây ạ. Rất là đông, rất là ấm cúng. Trang cũng như là ekip rất là vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cũng hỏi giống vậy hả? Dạ, được gì và mất gì nhiều nhất ở vai diễn lần này ạ? Được gì mất gì hả? Dạ đúng rồi. Được nhiều mà mất cũng nhiều lắm. Còn nếu mà nói là học được cái gì thì Như mới vừa ghé tay nói là học được cách chơi dơ. Dơ lắm mọi người ơi, trong phim này Vân Trang là từ đầu cho tới cuối, từ đầu cho tới cuối gót chân của mình là lấm lem bùn đất suốt cả nguyên cái phần phim của mình. Cho nên là học được cách chơi dơ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị Vân Trang, vỗ tay cho chị Vân Trang ạ. Còn bây giờ thì với anh Hữu Tiến ạ. Trong script thì mọi người có nói rằng là hỏi anh Tiến xem anh Tiến rất có duyên với đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Anh nghĩ sao về vai diễn lần này có vẻ đủ quá nhiều quá đúng hay không ạ? Rồi, còn một chuyện nữa là lần này khi anh thể hiện vai diễn thì còn có các học trò của mình nữa. Cảm xúc của anh như thế nào thưa anh Tiến? Tiến không biết làm sao, bởi vì Tiến nghĩ là Tiến là may mắn. Cho nên từ tác phẩm đầu tay là Bắc Kim Thai thì học trò của Tiến là Trần Tài, kế tiếp là Quỳnh Tình Trực, bây giờ là có thêm Như Đan. Không hiểu tôi dạy sao học trò được đóng phim nhiều quá, tôi xin cảm ơn tôi hết. Còn tất cả mọi thứ về vai diễn, xin mời mọi người chút nữa xem ở trên phim. Dạ, tuyệt vời, cảm ơn anh Tiến. Còn với Trực, bây giờ Trực hãy nói chút xíu về tạo hình của mình trong bộ phim Chuyện Ma Gần Nhà lần này để tất cả quý vị khán giả có thêm phần tò mò về vai diễn của bạn nào. Xin mời Trực. Dạ, tạo hình của Trực là một chú hề, và như chị Như cũng mới vừa ghé tai và nói với em là thấy gớm. Dạ,
em hy vọng là mọi người khi mà xem phim ra xong thì sẽ hiểu là vì sao cái chú hề này lại là em mà em cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn mình Thanh Trần. Và cuối cùng Huy muốn đọc câu hỏi cho Như Đan ạ. Như Đan thân mến, Huy được biết đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của bạn, thì không biết rằng là bạn có điều gì muốn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, các anh chị em nghệ sĩ đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin mời Như Đan. Đúng rồi, cảm xúc của bạn với vai diễn điện ảnh đầu tiên này của mình. Nói về cảm xúc của em thì chắc là trong từ sau khi mà quay xong phim thì cảm xúc tới bây giờ luôn là em luôn trong trạng thái là hồi hộp và sợ sệt, rất là hồi hộp để đón nhận cái tác phẩm này của mình, nên tới tận hôm nay thì em vẫn cảm giác như vậy. Dạ, hồi hộp, sợ. Diễn viên tham gia mà còn thấy hồi hộp sợ thì tôi nghĩ là khán giả theo dõi chương trình và cũng như là theo dõi bộ phim này, mọi người cũng sẽ có được cái cảm xúc giống giống như vậy với diễn viên của chúng ta, đúng không ạ? Còn bây giờ thì một câu hỏi để khép lại cái phần trò chuyện này của chúng ta luôn, xin được hỏi đạo diễn Trần Vũ Tấn ạ. Có một cái điều này Huy đang rất là quan tâm, anh Tấn có chia sẻ đây là một bộ phim kinh dị nặng đô nhất Việt Nam của chúng ta, nhưng mà muốn biết là anh tự tin ở điểm gì mà có thể nói rằng đây là bộ phim kinh dị nặng đô nhất Việt Nam của chúng ta, thưa anh Tấn? Thì mình nói nhiều thì mình cũng mất hay thôi, chắc mọi người vào rạp xem thì mọi người sẽ hiểu vì sao là cái phim này được tất cả mọi người định vị là phim kinh dị nặng đô nhất của Việt Nam. Dạ, biết mẹ em phải hỏi để cho anh tính cho mọi người vô trong rạp luôn ạ. Tại vì mọi người cũng không tiện để mà chia sẻ và tò mò, nói chung là tăng thêm cái sự tò mò cho mọi người thôi, chứ còn bây giờ bật mí thì cũng hơi khó cho các anh chị trên sân khấu này, đúng không?
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.